yüksek bayrağım. Kolayla mutluluksa değil mi? Đây là về đã lâu lắm rồi. Bố, sao đây có núi lửa kinh gì ta? Bố, các bạn con này có gì? Con đây là thời đại khủng long. Con này đúng là bự ghê. Con này rất là ghê luôn. Bố, các bạn con này với con này cô thấy kỳ lạ lắm đúng không? Đây là bắc cực người ta cũng có ở đây rất là nhiều. Con này sao con sói mà lại năng chuột ta, kỳ dữ. Các bạn có thấy kỳ không? Rất là kỳ luôn. Còn đây là chỗ nam cực, các bạn cũng thấy nhiều ha. Nếu ai muốn mua thì tới chỗ nhà sách gì á, đây là Bắc Mỹ, các bạn thấy chưa, rất là nhiều động vật mới luôn. Đây là động vật ở Bắc Mỹ đó, các bạn thấy rồi chứ. Con này thấy nó kỳ đúng không? Rất là kỳ luôn. Con này là Nam Mỹ. Ở đây cũng có con báo, con khỉ nè. Đây khỉ nhẹ. Đây là động vật trên dãy Andes và ở thảo nguyên. Đó, các bạn cũng thấy rồi ha. Rất là nhiều thú luôn. Rất là nhiều luôn. Động vật vùng Amazon. S này các bạn có thấy kỳ đúng không? Rất là kỳ luôn. Lần đầu mình thấy con S nó đổi màu vậy á. Đây là châu Âu. Châu Âu con này sao nó lại biết ăn chuột kỳ dữ. Mà nhìn cơ thể nó kỳ đúng không? Đây là động vật sống trên núi. Các bạn thấy chứ? Còn đây là châu Phi. Châu Phi. Ở đây rất là nhiều luôn. Đây là động vật sống trên savan. Con này là con gì ta? Sao miệng nó bự ghê? Con này thì giống con khỉ nhưng con này mở miệng ra thì nhìn thấy ghê đúng không? Đây là động vật sống trên sa mạc. Đây bộ cặp ghê chưa nè. Động vật sống trong rừng khi đột ra những mũi ghê. Đây là châu Á cũng rất là nhiều động vật, tại nó không có giới thiệu đó, nó ghi ra cho mình luôn này. Đây là động vật dãy Himalay. Báo trắng này. Đây là động vật sống ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Con vượn này các bạn, nó biến ra thành, nó nhiều năm á, nó ra thành con người á, nhiều năm qua. Đây là những loài động vật đã tuyệt chủng. Thấy rất là kỳ luôn. Nhất là con này nè. Con rùa gì đây? Sao nó có sừng đúng không các bạn?
Giờ đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn mua thì